Chuyện đời tôi gian nan, phận nghèo lầm than chẳng dám oán trách. Bởi thế gian cho ta kiếp nhân sinh trong cơ hàn. Bạn bè tôi cao sang, một lần ăn gian cũng phải tính toán. Muối với cơm cho tôi cũng đủ no, không lo ngày mai. Đây là tới công đoạn 2 lên chi tiết rồi nha quý vị. Đây là các anh em điêu khắc đang vào giai đoạn cuối trước khi lên màu. Cốt này cốt ra tới 40 rồi quý vị ạ. Chìm nè, không bỏ một chi tiết nào hết, đắp siêu sắc nét luôn. Đây là cái tùng hôm nay thì lên được 100% rồi. Ở đây thì theo yêu cầu chủ nhà là kết hợp hồ lông bộ qua bức tranh luôn, nên những cái vị trí đá ngay đây là nhìn rất là giống đá cổ thạch. Đây. Em đang đắp những chi tiết cuối cùng của bức tranh sơn thủy. Đắp như vậy thì lên màu rất là mệt, nhưng được cái rất là đẹp. Đây là đắp cặp hù. Đây. Cốt đấy này ra tới 30 rồi quý vị nhé. Nếu mình nhìn ngang ngang thì ngang nó rất là vinh. Cốt này ra rất là đây. Ngày mai thêm công đoạn lên màu nữa thì lên, khi lên xong mình cũng sẽ quay tiếp một đoạn video như vậy. Quý vị coi đắp con hươu đi ha. Đây là công đoạn đắp. Đắp ba cái con này lâu quá ha. Nhanh gì nói. Bức này mà lên màu nữa là đẹp lắm luôn. Bức này diện tích thì nó tầm khoảng 13 mét vuông, cao 2 mét, ngang 7 mét. Nên đắp cũng thoải mái, dễ đẹp. Giờ gần xong lên còn mấy núi nữa, lên hai con hu, mấy núi nữa, quét hồ dầu nữa là ok rồi đó. Giờ đúng rồi, quét hồ dầu hết bức tranh này nữa là ok. Dạ. Cái núi này đắp nhanh, mấy chi tiết này xong hết rồi, núi này nhanh.
cái chi tiết cây tùng, cây đồ, cây tùng bonsai này lau nét nổi anh, rút ráo là được mà, để nguyên ngày mai là ráo bưng nó rút là được rồi. Khô là khô hôm qua rồi, cái cốt là lâu cái cốt thôi. Cái cốt là bản chất hôm qua mình lên rồi nên nó khô thì khô hôm qua rồi. Còn mấy cái này, mấy cái chi tiết này thì nó nhanh khô lắm. Cái chi tiết này nó mỏng xi mà. Dạ. Đây là mới nói chuyện với anh chủ nhà sao. Nhìn góc này là rất đẹp. Muối với cơm cho tôi cũng đủ no, không lo ngày mai. Bàn tay từng ngày cố gắng vượt qua, má với ba thôi không khô luyện. Vì đời còn chờ đợi ganh ghét, hại nhau dẫm đạp nhau xót đau. Tiền là giấy đốt cháy cũng chỉ tàn cho đời ấm no khi hai tay ta. Đẹp à, hình hình đẹp kìa. Rút vô cái chụp này đúng gì nó xa, đúng không? Đây mà đi mấy màu kia là cái mây đẹp à. Mây lên nhìn có rất nhiều hiệu quả hơn. Ngày mai trời dễ gì, đi trên đèn 6, đèn 7 lướt như chim. Bạn bè tôi cao xa, một lần ăn sang cũng phải tính toán. Ôi anh chanh này bao bền, tại vì màu phù điêu á nó dày lắm, chứ màu vẽ thì thường nó không dày. Màu phù điêu vẽ cũng bền rồi, mà đắp phù điêu nó lên màu cũng bền lắm, nó rút màu nhiều, tốn màu nhiều. Chi tiết hoa lá bên mình đắp. Cặp thu nay tuần lộc cũng rất là đẹp, cây tùng rất là đẹp. Anh chủ ở đây thì thích màu trong tươi sáng nên mình chọn gam này nhé. Về gam màu thì bên mình rất là nhiều, tùy theo cái yêu cầu chủ nhà thích gam cổ điển hay gam tươi sáng rồi. Cái chỉ này là bên mình giả gỗ luôn á, không phải là cổ thật đâu. Đặt mình ngồi xuống quay một chỗ cho anh chị xem cho nó dễ. Ba gạo sâu nhìn nhìn là xuyên từ xa vào đi, nhưng mà cái góc nó hơi hẹp, xuyên vào nhìn từ phía sân vườn vào mình bước vào mình thấy chăm từ rất là thật. Sau này ở đây thì họ ấp kiến nữa, đặt bàn ghế lên nữa là tuyệt vời luôn. Nghệ thuật mà chơi kiểu này là quá tuyệt vời luôn. Ốp kính cường lực nha quý vị, ở dưới là thả cỡ 40 đến 100 con cá coi. Đây, anh em đang, anh em bên Mỹ Thuật Ngọc Thắng đang xử lý những công đoạn cuối cùng, phủi bụi đồ. Đây là nhìn từ góc trong ra. Đây là nhìn từ góc trong ra. Thì sản phẩm bên mình làm thì anh chị em khỏi lo nha, bên mình hỗ trợ màu sắc rồi cũng coi như là hỗ trợ sản phẩm tới 2 năm rồi.
nên chị cứ thoải mái, không có sợ về vấn đề bay màu hay bong chóc thì sao, thì bên mình cho mấy anh em lên dặm lại thôi là thoải mái rồi. Ở ngoài bức này nó tới 15 mét vuông là, nhưng mà khi vào điện thoại thì góc nhìn nó hơi nhỏ. Nhìn mấy cái cảnh này là như núi đá thật. Thôi nha quý vị nha, hôm nay cũng 6 phút rồi, chắc tắt để mình nghiệm thu với anh chủ vệ sinh những công đoạn cuối nữa.